Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược, vui buồn lẫn lộn. Nhưng thông thường thì mỗi người sẽ nhanh chóng tự cân bằng được tâm trạng. Nếu trạng thái cảm xúc trở nên trầm trọng quá mức, không kiểm soát được, dẫn tới khả năng học tập, làm việc, giao tiếp bị ảnh hưởng, thì rất có khả năng bạn đã mắc phải chứng rối loạn cảm xúc. Vậy vì sao con người bị rối loạn cảm xúc, biểu hiện cụ thể và cách can thiệp điều trị căn bệnh này như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình Chuyện của bác sĩ ngày hôm nay qua phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Trước hết, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ, xin bác sĩ cho biết như thế nào là rối loạn cảm xúc ạ? Rối loạn cảm xúc có nghĩa là chúng ta rối loạn cái hoạt động mang tính tình cảm, trong đó có rối loạn hưng cảm. Rối loạn hưng cảm là cái hoạt động cảm xúc của chúng ta nó trên mức bình thường, hưng phấn về cảm xúc, hưng phấn về hành vi, hưng phấn về tư duy. Trạng thái bệnh thứ hai là rối loạn trầm cảm, các mặt hoạt động cảm xúc của chúng ta nó dưới mức bình thường, bệnh nhân bị ức chế về cảm xúc, ức chế về tư duy, ức chế về hành vi. Một cái bệnh thứ ba là bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, bệnh nhân sẽ bị một giai đoạn hưng cảm hoặc là trầm cảm, rồi đến một giai đoạn ổn định, rồi lại tiếp theo một giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm, một giai đoạn ổn định cứ xen kẽ như thế và tái phát suốt đời. Còn một trạng thái nữa là bệnh loạn khí sắc, có nghĩa là cảm xúc của bệnh nhân dao động nhanh trong ngày hoặc là trong vài ngày. Ngoài ra nó còn có những cái rối loạn cảm xúc, ví dụ như là các triệu chứng âm tính của bệnh tâm thần, ví dụ là mất mát cái cảm xúc bệnh nhân phẳng lặng, cùn mòn, không có đáp ứng cảm xúc ở bên ngoài, chúng trơ hết mọi thứ. Vậy khi mắc phải chứng rối loạn cảm xúc thì người bệnh thường có những biểu hiện như thế nào ạ? Ví dụ hưng cảm thì khả năng suy nghĩ liên tưởng nhanh, bệnh nhân nói reo vần thơ phú rồi tham gia mọi chuyện, bệnh nhân liều năng lượng, tin tưởng là mình tài giỏi, tương lai tốt đẹp, thậm chí mình giàu có, nhiều tiền bạc. Trong giai đoạn hưng cảm, bệnh nhân có những cái hoạt động mạo hiểm, ví dụ như là mua bán nhiều, vay nợ, cứu giúp những người khác mặc dù mình chẳng có khả năng. Có thể vay tiền đi cho hoặc là đầu tư những cái khoản rất là viển vông, có thể đi xe rất là nhanh hoặc là trèo leo cao, làm rất nhiều việc dẫn đến suy kiệt, nguy hiểm cho bệnh nhân, nguy hiểm xã hội, xáo trộn hết cuộc sống trong gia đình. Trạng thái bệnh thứ hai là trầm cảm thì ngược lại, bệnh nhân buồn rầu, ủ rũ, không muốn nói, không tham gia một cái gì, không đi lại, nghĩ là tương lai ảm đạm, mình bị bệnh tật, tội lỗi, rồi là thậm chí là tự sát. Như bác sĩ vừa trao đổi thì biểu hiện của rối loạn cảm xúc khá là đa dạng, nhưng với hai dạng cơ bản là trầm cảm và hưng cảm, thì bác sĩ có thể cho biết là có những nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến chứng rối loạn cảm xúc ạ? Rối loạn cảm xúc thì có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân hàng đầu là nguyên nhân nội sinh, có nghĩa là cái gen có sẵn ở trong cơ thể, nó đến giai đoạn nào có gặp yếu tố bất lợi nó sẽ phát bệnh. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân tâm lý, hoàn cảnh sống khó khăn, các stress lớn, mất mát đổ vỡ trong cuộc sống gia đình, rồi stress dồn dập làm cho bệnh nhân sẽ gục ngã thì gây ra bệnh trầm cảm. Một nguyên nhân nữa là nguyên nhân tổn thương thần kinh, ví dụ các bệnh nhân mà tai nạn giao thông, chấn thương vào sọ não, sau đó sẽ gây ra rối loạn cảm xúc. Còn một nguyên nhân nữa là các bệnh nội khoa, bệnh nội tiết, bệnh chuyển hóa. Ví dụ bây giờ bệnh nhân bị đái đường, bị tăng huyết áp, bị ba giơ đô, bị ung thư, thì những cái đó nó cũng khởi phát những cái bệnh rối loạn cảm xúc, hoặc nó là cái stress gây phát bệnh. Có khi nào cái bệnh rối loạn cảm xúc này gặp ở những cái đối tượng mà sử dụng nhiều chất kích thích không ạ? Rất nhiều, dùng ma túy tổng hợp nó sẽ nghiện, nhưng mà tỷ lệ nghiện rất thấp. Nếu mà bệnh nhân dùng liều cao và dùng một vài tháng nó mới nghiện. Do ít nghiện nên rất nhiều đối tượng không sợ. Rất nhiều giới trẻ bây giờ lầm tưởng là cần sa cũng là thuốc, amphetamine cũng là thuốc, nên sử dụng gây hại nhẹ nhất là rối loạn cảm xúc, ví dụ lo âu, trầm cảm, nặng nữa thì loạn thần, nặng nữa thì mất trí. Dạ vâng, rất cảm ơn thông tin bác sĩ vừa chia sẻ. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Bùi Tiến Dũng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau để hiểu hơn về bệnh rối loạn cảm xúc. Rối loạn cảm xúc không phân biệt giới tính và thường gặp ở mọi lứa tuổi, thông thường từ 20 đến 40 tuổi. Phụ nữ thường có giai đoạn trầm cảm kéo dài hơn, trong khi giai đoạn hưng cảm thường kéo dài hơn ở nam giới. Bệnh có tính chu kỳ và tái phát suốt đời hoặc có thể bị quanh năm.
Để phát hiện bệnh, bác sĩ cần theo dõi các biểu hiện gặp phải của bệnh nhân như khởi phát sớm, cơn trầm cảm nặng, tái diễn liên tục, tiền sử có cơn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ, có lo âu và lạm dụng chất gây nghiện, rượu, thuốc lắc đi kèm, công việc không ổn định và có tiền sử rối loạn nhân cách. Để điều trị bệnh cần phải sử dụng thuốc, nhưng điều đáng lo ngại là khi bệnh tạm khỏi, người bệnh lại tự động dừng thuốc, làm cho bệnh dễ tái phát. Nếu bệnh được phát hiện sớm và tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ sẽ không nguy hại đến tính mạng. Thưa bác sĩ, qua theo dõi clip vừa rồi thì có thể thấy được bệnh rối loạn cảm xúc hoàn toàn có thể điều trị được. Nhưng nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng thì nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần và cuộc sống của người mắc phải chứng này ạ? Không điều trị các rối loạn cảm xúc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nếu mà hưng cảm thì xáo trộn mọi thứ trong các hoạt động mạo hiểm. Nếu mà trầm cảm thì bệnh nhân bỏ mà thiếu năng lượng, bỏ mất các cơ hội về học tập, làm việc, quan hệ gia đình, rồi các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ nghề nghiệp. Thậm chí là trong giai đoạn trầm cảm bệnh nhân có thể tự sát, và rất nhiều bệnh nhân là tự sát thành công. Rồi các rối loạn khí sắc cũng vậy, cũng làm đảo lộn hết, mất hết chức năng xã hội, chức năng nghề nghiệp của bệnh nhân. Ngoài ra nếu mà rối loạn cảm xúc để lâu nó sẽ thành các bệnh cơ thể, ví dụ như rối loạn tim mạch, rối loạn chuyển hóa, rồi là suy nhược, rồi là sa sút trí tuệ. Dạ vâng, tới đây xin được hỏi bác sĩ là hiện nay tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện chẩn đoán và điều trị căn bệnh rối loạn cảm xúc như thế nào ạ? Tỷ lệ bệnh nhân đến khám điều trị rối loạn cảm xúc ở bệnh viện hiện tại, nếu mà trong nội trú thì chỉ khoảng 10% bệnh nhân nội trú, nhưng mà ở phòng khám ngoại trú thì phải đạt khoảng trên 50% bệnh nhân đến khám điều trị, chủ yếu là các trạng thái trầm cảm ở người già, trầm cảm trẻ em, trầm cảm ở phụ nữ và các rối loạn cảm xúc sau nghiện chất. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có lúc vui, có lúc buồn, trạng thái cảm xúc của chúng ta sẽ phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng với bệnh nhân hưng cảm hoặc trầm cảm ấy, thì bệnh nhân vui vẻ quá mức và không tương xứng với hoàn cảnh xung quanh. Và tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới ấy là ít nhất phải kéo dài 2 ngày thì chẩn đoán là hưng cảm. Với bệnh nhân trầm cảm ấy, thì tiêu chuẩn chẩn đoán nó cũng bất thường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bệnh nhân, nhưng mà tiêu chuẩn chẩn đoán là ít nhất là 2 tuần. Rối loạn lưỡng cực thì ít nhất có 1 giai đoạn hưng cảm, hoặc là 2 giai đoạn trầm cảm, hoặc là 1 giai đoạn hưng cảm, 1 giai đoạn trầm cảm thì đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Ngoài ra còn yếu tố gia đình và mức độ thì nó ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến nghề nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bệnh nhân thì chẩn đoán là bệnh. Chúng tôi có 2 mô hình điều trị cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc, là các bệnh nhân nặng, hưng cảm, trầm cảm, có loạn thần, thậm chí có ý tưởng tự sát thì phải bắt buộc phải nhập viện để quản lý và điều trị hết những cái hành vi nguy hiểm cho bản thân, cho xã hội, thì có thể cho bệnh nhân ra về điều trị ngoại trú tại nhà. Mô hình thứ hai là chúng tôi bệnh nhân đến khám và chúng tôi cấp thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân về điều trị tại nhà với trường hợp trung bình hoặc là nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, trong một góc chuyên gia ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi của khán giả gửi tới bác sĩ Bùi Tiến Dũng về bệnh rối loạn cảm xúc. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Bùi Văn Hùng ở thành phố Hạ Long. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi bệnh rối loạn cảm xúc có thể phòng ngừa được hay không ạ? Rối loạn cảm xúc có nhiều nguyên nhân nên chúng ta cũng có nhiều cách phòng. Có những cái phòng bệnh chúng ta phòng tuyệt đối rồi. Ví dụ như nguyên nhân do nhiễm độc rượu, nhiễm độc ma túy thì chúng ta không dùng rượu, không dùng ma túy. Nguyên nhân do gen, do yếu tố sinh học của chúng ta thì chúng ta chỉ phòng bệnh tương đối được thôi. Nếu mà chúng ta sống lành mạnh, đối phó tốt với stress sẽ hạn chế được rất nhiều các rối loạn cảm xúc. Câu hỏi thứ hai của khán giả Trần Thanh Hoa ở huyện Hải Hà. Xin bác sĩ cho biết, điều trị rối loạn cảm xúc thường kéo dài trong bao lâu thì khỏi bệnh? Điều trị rối loạn cảm xúc nó tùy từng bệnh. Rối loạn cảm xúc do nghiện rượu, nghiện ma túy thì thường người ta điều trị hết giai đoạn cấp, ổn định được một thời gian khoảng 5-6 tháng. Còn các rối loạn cảm xúc mà mang tính gen, mang tính nội sinh cơ thể phát ra, chúng ta phải điều trị suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như một số dạng bệnh tâm thần khác, rối loạn cảm xúc có chu kỳ ngày càng nhanh, triệu chứng tăng dần về mức độ và tần suất trong xã hội hiện đại. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi kết hợp với những yếu tố như là lạm dụng chất gây nghiện, rối loạn lo âu, tuổi phát bệnh sớm, sử dụng thuốc chống trầm cảm,
tiền sử gia đình có người mắc bệnh, đã từng có hành vi suy nghĩ tự tử. Tuy nhiên, nếu được can thiệp kịp thời thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được căn bệnh này. Quý vị khán giả theo dõi chương trình mà còn thắc mắc, vui lòng đặt câu hỏi, tư vấn bằng cách truy cập vào fanpage Sức khỏe Quảng Ninh hoặc địa chỉ email chuyenconbacsi.qmg@gmail.com. Tới đây, chương trình Chuyện của bác sĩ kỳ này cũng xin được khép lại. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn bác sĩ Bùi Tiến Dũng đã tham gia và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích cùng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.